Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Cốt Phạm Phượng và đây là video thứ 17, tư duy xuất chúng thứ 17 trên số 23 tư duy xuất chúng cùng NLP. Tôi chịu trách nhiệm về tâm trí và những kết quả mà tôi đạt được. Có một cái điều rất là quan trọng vì chúng ta mong muốn rất nhiều trong cuộc sống, bao gồm những kế hoạch về phát triển bản thân, kế hoạch về phát triển doanh nghiệp cũng như kế hoạch về phát triển đội nhóm. Tuy nhiên, có một điều rất là quan trọng, tất cả cái kết quả đến với bạn là vì bạn đã tưởng tượng và hình dung với nó. Nếu như kết quả không đúng như những gì mình đã đặt ra thì có nghĩa là trên hành trình này bạn đã không sử dụng sức mạnh của sự tưởng tượng một cách triệt để. Hãy cùng hình dung lại, nếu chúng ta mong muốn một kết quả gì đó đến trong cuộc sống thì liên tục bạn cần phải hình dung, tưởng tượng và cho não bộ của bạn nhìn thấy kết quả mà bạn muốn hướng tới nhiều lần trước khi nó xảy ra. Đi cùng với đó thì bạn cần phải vẽ ra và giúp cho những cái người đồng nghiệp, những cái người đồng đội trong đội nhóm của bạn hình dung ra kết quả mà bạn hướng tới một cách rõ ràng, chi tiết bằng việc lập kế hoạch với mục tiêu SMART, đúng không ạ? Cụ thể, chi tiết, đo lường được và dễ thực hiện cũng như khả thi và có thời gian cụ thể để họ có thể cùng làm với bạn. Một hành trình kết nối giữa con người bên trong của bạn với những sự hình dung, tưởng tượng, khao khát, mãnh liệt đi cùng với sự hỗ trợ của đội nhóm của bạn và họ cũng đang có sự hình dung, tưởng tượng và kết nối cùng với bạn thì kết quả mới đến với chúng ta. Tôi chịu trách nhiệm với những suy nghĩ và kết quả mà tôi nhận được để cuộc sống của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Chẳng có điều gì thay đổi nếu chính chúng ta không thay đổi. Bằng việc chịu trách nhiệm, bằng việc nâng cấp bản thân và cho mình những cái sự tập trung tốt hơn cũng như năng lực hành động tốt hơn thì kết quả mới đến với chúng ta. Tôi chịu trách nhiệm với tâm trí và mọi kết quả của tôi mà tôi nhận được để từ đó chúng ta sẽ dễ dàng thành công và phát triển hơn. Chúc mừng bạn vì bạn đã sở hữu tư duy xuất chúng số 17. Tôi chịu trách nhiệm về tâm trí và kết quả mà tôi đạt được. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.